Phật chúng sanh thân thượng rộng lặng đạo cảm thông mà không thể nghĩ bàn. Người để cho vi đạo tràng mời phương phần bao hào quang sáng ngời, trương bảo tòa thân con anh hiện ngay cúi đầu xin thề nguyện quy chi thân đảnh lễ không biến qua mà giới quá hiện về lại chư phần con vâng hiền thánh tăng thượng trú tam bảo chi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh di lặc tôn Phật linh sơn hội thượng Phật Bồ chí tâm đảnh lễ nam mà mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi di đà phật đại bi thanh tịnh đại hải chúng bồ tát hương thơm và thấm trên đài không lên chư Phật trong ngoài đều nghe mây lành mỗi chốn đường che chúng con hướng vọng ngồi xe vinh thường nam mô văn cái bồ tát Phật về cõi chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni a đế ni ha đà đế tỳ lê nê đế ma ha và đế chân năng càng đế ta bà ha ly bà ly bà đế Bye.
chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thái tôn nam mô Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bàn Chiên Đàn Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Nam mô những khi thế gian nhạo kiến thượng đại tinh tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cư Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Giống Mạnh Phật. Nam mô Đại Bi Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Khúc Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiên Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô
Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Những Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Bồ Câu Phật. Nam mô Lì Câu Phật. Nam mô Dòng Thí Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thế Phật. Nam mô Ta Lơ Na Phật. Nam mô Thủy Thiên Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Túc Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật.
Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Giới Thần Thông Phật. Nam mô Tài Công Đức Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Chư Bồ Công Đức Phật. Nam mô Đạo Chiến Thắng Phật. Nam mô Thiện Chư Bồ Phật. Nam mô Châu Trạm Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Vũ Bồ Phật. Nam mô Bảo Liên Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nhờ vậy 89 đức Phật ở khắp thế gian cả đấng Thế Tôn thường trú trong đời này, các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con. Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo căn đều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tham của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy hoặc thấy người trộm lấy tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm hoặc có che giấu hoặc không che giấu phải đọa vào địa ngục quỷ đói và súc sanh, cũng như các đường ha khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miệng lệ sanh. Càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành
giờ đây các đừng phần thế con chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoàng giữ đường giới thanh tình nhận đến thì một bắp cơm cho các loài chúng sanh hoàn tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu chúng sanh căn lành đã có tu hành bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có tất cả hợp lại so sánh trừ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đấng phật đài quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế các tôi đều sám hối các phước xin tùy và nhờ công đức thanh phật nguyện thành trí vô thường. Chư Phật trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh biển công đức không lường con nay thành kính mười phương thế giới có công ba đời vạn loài cầu mong đại hồng mà con nay ba nghiệp tiến dung lệ khắp tất cả công trung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai mỗi thân lễ lại kim đài liên hoàng ở trong cõi phận hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh vô tận pháp giới tinh anh tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thành có tâm thần sáng trân tương lai mọi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức căn tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu ai âm nhạc ca vĩnh lòng hầu hướng bay trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dâng cung đức thầy Như Lai thương y có một không hai đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi Tu Di thành tâm dâng cung các vị thế tôn ơi con nay mở rộng tâm hồn mà tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba độc hòa tai nối liền từ thân miệng ý truyền miên giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ.
Bye.
hạnh cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành phật đạo đệ tử vốn tạo căn vòng niệm đều do vô thủy tam sân si từ thân miệng phát sinh ra đệ tử thấy đều xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát thế nam mô cầu sám hối bồ tát 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 cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ban nhã ma la bằng đa tâm kinh thuở đức quang tự tại bồ tát tu hành đà tiến sâu nên chỗ trí tuệ bên kia bờ ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được cần ca cô anh này thu tử cái có sẵn tướng nó chẳng cảm với cái không tương cùng chẳng kha với cái sẵn mà sẵn tướng là không không tướng là sẵn với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhậm với sao căn là sao thân hương vì xung pháp trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luôn cái vô minh đã nhận đến nó chẳng có cái lao tử cũng không luôn cái lao tử đã trong tánh chân không nó không có cố tầm diệt đạo tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì bởi vì không sợ đăng mới là bồ tát gọi đủ là bồ đề tăng đó nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn giảng kia vì nương bát nhã để quan chiếu nên tâm không quay ngài bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đau vọng tưởng rống rao qua niết bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng
Kinh Ba Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là Bài Chú Đại Thần, Bài Chú Đại Minh, Bài Chú Vô Thượng, và Thân là Bài Chú Vô Đẳng Đẳng. Vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối, nên nói Chú Quán Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói Chú rằng: Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà, Yết Đế, Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Công Đức Sám Hội. Có nghĩ lượng vô biên thắng phương đẳng, tỏ tường khắp nguyện chúng sanh trong phạm giới, mau về cõi Phật thắng một đường duyên lành hồi hướng, mau giác ngộ văn thù phổ hiền quán độ các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồ nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo, nguyện bao tội chướng được sám trừ, kiếm kiếp thường theo ngôi tam bảo, phục nguyện ai chư Phật chứng minh vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tự trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền khiên oan trái hoặc nhiều kiếp oán thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh thân, ba nghiệp tội miệng, bốn nghiệp ác và ý, ba nghiệp xấu lầm tạo đều quay gây các tội lỗi. Ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành, thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm, khắp nguyện âm siêu dường thái pháp giới chúng sanh, tình như vô tình đồng thành Phật Đạo. Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh lòng vô thường.
Phật.